đã tham dự chương trình này. Và bây giờ thì Lê Mạnh xin phép được có mặt tại sân khấu cùng với MC xinh đẹp Hoài Thương để mời quý vị chúng ta đến với phần đấu giá trong chương trình và buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng ạ, bây giờ thì Hoài Thương, bạn sẽ giới thiệu chút về vật phẩm mà chúng ta sẽ đấu giá ngay bây giờ. Xin mời bạn. Kính thưa toàn thể quý vị, vật phẩm đấu giá đầu tiên trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là bức tượng sơn mài tượng vua Ngô Quyền với chất liệu sơn mài trên chất liệu gỗ mít, kích thước 22 x 35 cm do nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát tài trợ. Thưa quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, vua Ngô Quyền còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, chính thức kết thúc gần 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau 9 tháng này, ông lên ngôi vua, lập ra nhà Ngô, trị vì từ năm 939 đến năm 944. Và giá khởi điểm cho bức tượng tinh tế của chúng ta đó là 1 triệu. Thưa quý vị thân mến, và bây giờ ai sẽ là người sở hữu bức tượng này? Xin mời quý vị chúng ta có thể giơ tay để trả giá quý vị nhé. Và nếu quý vị nào trả giá cao mà không có ai tiếp tục trả giá nữa thì ban tổ chức xin phép đó là dành bức tượng rất đẹp này, một tác phẩm nghệ thuật, để cho chủ nhân của nó sẽ sở hữu. Và nếu như quý vị có được bức tượng này thì quý vị sẽ đặt ở một nơi trang trọng như ở công ty, bàn làm việc hay đơn thuần chỉ là ở phòng khách, cũng có thể giúp cho gia đình cũng như giúp cho công ty của chúng ta đẹp hơn, trang trọng hơn, và chắc chắn rằng hồn cốt đó sẽ giúp cho quý doanh nghiệp và gia đình chúng ta ngày càng phát triển hơn. Nào, bây giờ xin được mời quý vị ạ, Lê Mạnh cùng với Hoài Thương sẽ xuống tận nơi để mời quý vị chúng ta cùng đấu giá bức tượng này nhá. 1 triệu sẽ là giá khởi điểm ạ. Có quý vị nào giơ tay để đấu giá không quý vị ơi? Xin mời ạ. Vâng ạ, Hoài Thương đã nhìn thấy những cánh tay đầu tiên và xin phép toàn thể quý vị, Hoài Thương sẽ tiến xuống phía dưới sân khấu để gần hơn với khán giả để chúng ta sẽ cùng đến với phần đấu giá vật phẩm đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, một bức tượng của vua Ngô Quyền, chất liệu sơn mài trên gỗ mít do nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã thực hiện. Và con xin mời cô sẽ cùng đưa ra giá của bức tượng này. Xin mời cô ạ. Dạ vâng ạ, con xin mời cô ạ. Tôi sẽ đưa giá 1.300.000 đồng. Vâng ạ, 100 báo tay được không quý vị? Cảm ơn cô rất nhiều. Vâng ạ, và 1.300.000 đồng. Vâng ạ, em đã nhận thấy cánh tay tiếp theo ạ. Sẽ là mức giá tiếp theo. Vâng ạ, con xin phép ạ. 1.500.000. Vâng ạ, 1.500.000 thưa quý vị. Và trước khi đến với vị khách tiếp theo thì Lê Mạnh xin được bật mí, đó là toàn bộ số tiền mà quý vị đấu giá trong chương trình ngày hôm nay sẽ được gửi vào số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quý vị nhá. Chắc chắn rằng những giá trị đó, quý vị có sản phẩm đẹp như thế này để trưng bày và làm kỷ niệm, mà quý vị lại góp phần giúp cho quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua nhiều hơn đó thưa quý vị. Vâng ạ, 1.500.000 rồi. Vâng ạ, và xin mời cánh tay tiếp theo ạ. Vẫn là cô ạ. Vâng ạ, con xin mời cô ạ. 1.800.000 đồng. Vâng ạ. 1.800.000 đồng ạ. Và xin mời những cánh tay tiếp theo ạ. Vâng ạ, chúng ta ngày hôm nay tới xem vâng nghệ thuật ở phía trung tâm sân khấu đúng ạ, em xin phép ạ. Vâng ạ, vừa xem nghệ thuật mà chúng ta lại góp cho quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của chúng ta nhiều hơn, giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơn bão ạ. Thưa quý vị, alo, và bây giờ dạ 2.500.000 ạ. 2.500.000 thưa quý vị. Vâng ạ, 2.500.000 đồng ạ. Có ai trả giá cao hơn nữa không ạ? Vâng ạ, xin mời những cánh tay tiếp theo ạ. 2.500.000 rồi thưa quý vị. Vâng ạ, xin mời cánh tay tiếp theo của Self Model Kids đúng không ạ, chị Phi Hoàng ạ. Báo cáo, tôi xin trả bức tượng rất đẹp này 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng thưa quý vị. Cảm ơn nhiều lắm vì tất cả quý vị chúng ta đã đồng ủng hộ cho quỹ, và bên cạnh đó là chính sản phẩm tuyệt tác này
3.500.000 rồi thưa quý vị. Lê Mạnh muốn bật mí với quý vị, còn rất nhiều những sản phẩm nữa, những hiện vật nữa để quý vị chúng ta có thể đấu giá quý vị nhá. Còn bây giờ ai trả cao hơn 3.500.000 không ạ? Vâng ạ, xin mời những cánh tay tiếp theo ạ. Vâng ạ, 3.500.000 rồi. Đã có một cánh tay ạ. Tuyệt vời, con xin mời cô. Vâng ạ, ngày hôm nay, đây bên kia ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta ủng hộ số tiền, hay chúng ta đến với phần đấu giá thì tất cả số tiền đó sẽ được chuyển vào số tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Con mời cô ạ. 3.700.000 đồng. Vâng ạ, một tràng pháo tay được không quý vị ơi? 3.700.000 rồi. Thưa quý vị, thật xứng đáng cho những cái giơ tay mà quý vị đã dành tặng cho bức tượng này. 3.700.000 rồi. Có ai nữa không ạ? Vâng ạ, chúng tôi đã nhận thấy cánh tay từ phía ông Trịnh Phi Hoàng ạ. Tôi trả 5 triệu. 5 triệu. Vâng ạ. 5 triệu. 5 triệu lần thứ nhất rồi thưa quý vị. Có ai giơ cao tay của mình nữa không quý vị? Vâng ạ, 5 triệu lần thứ nhất ạ. Nhớ là chúng tôi còn có những hiện vật, còn có những sản phẩm, còn có những món quà nữa để mời quý vị chúng ta sẽ cùng đấu giá trong chương trình ngày hôm nay. 5 triệu lần thứ nhất thưa quý vị. Vâng ạ, và chúng tôi tiếp tục mời những cánh tay tiếp theo đến từ phía toàn thể quý vị trong ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, 5 triệu lần thứ nhất rồi ạ. Còn ai không quý vị ơi? Ôi, có mấy cô ạ. Vâng ạ. Hôm nay cô nói là cô sẽ hết mình với chương trình. Mời cô ạ. 5.200.000 đồng. 5.200.000 đồng thưa quý vị. Cao hơn rồi. 5.200.000 đồng. Vâng ạ, và chúng ta sẽ đến với mức giá tiếp theo ạ, của ông Trịnh Phi Hoàng ạ. 5.999.000 đồng. 5.999.000 đồng. Thưa quý vị thân mến, một con số ấn tượng để chúng ta có thể mời thêm một cánh tay nữa. Nào, quý vị nào chúng ta có thể dành tặng cho bức tượng ý nghĩa này thêm một con số nữa không quý vị ơi? Sát 6 triệu rồi. Và chính xác như vậy là 6 triệu rồi đấy quý vị ạ. Ai bây giờ giơ tay bảo tôi 6 triệu là hơn vị khách vừa rồi. Đâu ạ? Ôi mấy bạn kia. Vâng thưa quý vị, 5.999.000 đồng lần thứ nhất ạ. Có cánh tay nào nữa không ạ? 5.999.000 đồng lần thứ hai. Liệu rằng chúng tôi sẽ được gõ búa hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Nào thưa quý vị, có cánh tay nào nữa không ạ? Thưa quý vị, chúng tôi xin mời cánh tay nữa được không? Có ai không quý vị? Đâu rồi? Toàn các bạn nhỏ giơ tay thì kìa. Không phải 5.000 đâu nhá. Xin được chúc mừng chủ nhân của bức tượng. Vẫn còn có người giơ tay. Nào bây giờ ai giơ tay nữa? Em xin chốt một lần cuối cùng. Chúng ta còn rất nhiều các sản phẩm nữa để đấu giá trong buổi tối ngày hôm nay. Hoài Thương thân mến, bạn nghĩ rằng bức tượng này sẽ có giá 5.999.000 đồng hay không? Hoài Thương nghĩ rằng với giá trị cũng như về tính nghệ thuật của bức sơ mài này thì giá trị có thể sẽ được cao hơn nữa. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng toàn thể quý vị ở phía dưới chúng ta hãy dành những tràng pháo tay của mình ạ. Cũng như chúng ta sẽ cùng đưa ra những mức giá, giá trị cũng như tới bức tranh sơ mài này và những giá trị của bức tranh này thì sẽ được chúng ta sẽ cùng gửi tới trong đêm chương trình ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Sagi trong buổi tối ngày hôm nay. Và mức giá 5.999.000 đồng lần thứ hai đã được MC Lê Mạnh hô vang. Và chúng tôi mong muốn sẽ có ở mức giá tiếp theo và có thể là 6 triệu hoặc hơn nữa đến từ phía toàn thể quý vị ạ. Vâng ạ, và có lẽ rằng con số đó đã giúp cho chủ nhân của chúng ta 5.999.000 đồng là chủ nhân của bức tượng này. Chúng tôi xin công bố kết thúc phiên đấu giá thứ nhất với bức tượng của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi?
Xin mời Hoài Thương sẽ mời vị khách của chúng ta lên sân khấu để nhận bức tượng vua Ngô Quyền ạ. Xin mời. Dạ vâng ạ, và xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Vĩ Hoàng, CEO câu lạc bộ Prince Motorkids sẽ lên với. Vâng ạ, hãy giúp chúng tôi chụp lại những kiểu ảnh, ghi lại những thước phim. Và đây chắc chắn rằng là một dấu mốc đầu tiên mà chương trình của chúng ta được đón nhận. 5.999.000 đồng là con số mà phiên đấu giá đầu tiên chúng ta đã nhận được. Một tràng pháo tay từ tất cả quý vị để cảm ơn và chúc mừng. Vâng ạ, và vật phẩm đầu tiên của chúng ta đó là bức tượng sơn mài tượng vua Ngô Quyền đã thuộc về CEO Trịnh Phi Hoàng đến từ câu lạc bộ Free Motorkids. Và còn rất nhiều những vật phẩm đấu giá sẽ cùng gửi tới tận thể quý vị trong các phiên đấu giá.